chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi những thông tin thời tiết dành cho nông vụ ngày hôm nay 14 tháng 1 năm 2013 của kênh VTC14. Từ ngày hôm nay thì chuỗi ngày nắng ấm sẽ kéo dài liên tục tới khoảng ngày 16-17 tháng 1 với tiết trời khô, quang mây, nhiệt độ cao nhất toàn miền Bắc phổ biến ở mức trên 20 độ, một số nơi có thể lên đến từ 23-24 độ. Rét đậm, rét hại bao phủ khắp miền Bắc suốt 2 tuần qua, vì thế tan biến, trừ một số vùng núi cao như là Mẫu Sơn, Sapa. Đợt nắng ấm nhiều khả năng kết thúc vào giữa tuần khi không khí lạnh tăng cường trở lại. Tuy nhiên đợt rét này cũng chỉ kéo dài chừng 3 ngày và nhiệt độ không giảm sâu như là đợt rét hại vừa qua. Sau đây mời bà con cùng theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng sản xuất nông nghiệp đêm nay và ngày mai. Các tỉnh Tây Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây và trời nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 10 cho đến 13 độ, có nơi là dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 16 đến 19 độ, có nơi là từ 20 đến 23 độ và độ ẩm là từ 65 cho đến 80%. Ở phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 11 đến 14 độ, ở vùng núi có nơi là từ 7 đến 9 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 17 đến 20 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 11 cho đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 16 đến 19 độ và độ ẩm là từ 55 cho đến 65%. Thưa bà con, Tết đã đến gần, người trồng đào quất Hà Nội đang mong chờ thời tiết ấm lên từng ngày để vườn đào cây quất của họ không có nguy cơ bị mất trắng. Trong thời gian liên tục 2 tuần qua để chống lại giá lạnh tại các vườn đào Phú Thượng, Nhật Tân, chủ vườn đã phải vận dụng nhiều biện pháp để chăm sóc những gốc đào trơ trọi đang phải oằn mình chống lại cái rét. Phủ ni lông để bảo vệ gốc đào, phun nước ấm lên gốc, ủ ấm bằng phương pháp thắp bóng điện cạnh gốc cây là nhiều phương pháp mà người dân trồng đào áp dụng với hy vọng cứu vườn cây của họ nếu đợt rét này còn tiếp diễn. Tuy nhiên, theo nhận định thì trong thời gian tới, thời tiết miền Bắc không còn lạnh sâu kéo dài như đợt rét vừa qua. Quay trở lại với tình hình thời tiết tại các tỉnh miền Trung, không khí lạnh suy yếu, thời tiết tại các tỉnh thành miền Trung cũng giảm mưa nhanh và có nắng xuất hiện nhiều hơn. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 16 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 18 đến 21 độ, có nơi là từ 21 đến 23 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 85%. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 28 độ, ở phía Nam là từ 29 đến 31 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Đối với vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ và độ ẩm là từ 40 cho đến 50%. Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ và độ ẩm là từ 50 đến 65%. Thưa bà con, hiện nay ngoài những mô hình chuyên canh tôm, nuôi công nghiệp, quảng canh cải tiến, luân canh lúa tôm, tỉnh Cà Mau còn phát triển một số loại hình nuôi tôm sinh thái, nhất là tôm, rừng, nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu sạch với năng suất và chất lượng cao, phục vụ chế biến xuất khẩu. Nuôi tôm sinh thái là loại hình nuôi trên đất rừng tự nhiên, không sử dụng thức ăn, hóa chất kháng sinh độc hại hay chế phẩm sinh học và không gây ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra sản phẩm tôm sạch, vừa khôi phục phát triển bền vững rừng ngập mặn Cà Mau. Loại hình nuôi này được triển khai thực hiện vào năm 2000, khoảng 5.000 ha. Đây là mô hình mới cho sản phẩm tôm sinh thái đạt giá trị kinh tế cao, thu hút được những khách hàng khó tính như Mỹ, Nhật và các nước liên minh châu Âu. Do nhu cầu thị trường, nhiều khách hàng đăng ký bao tiêu toàn bộ sản phẩm tôm nuôi sinh thái, nhưng Cà Mau không đủ nguồn cung cấp. Hiện tỉnh Cà Mau đang tiếp tục đưa thêm từ 10.000 đến 15.000 ha và phấn đấu đạt năng suất từ 300 đến 500 kg trên 1 ha. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung trồng lại rừng đảm bảo đạt từ 50% diện tích có rừng trở lên trong vùng nuôi sinh thái, tìm kiếm đối tác, khách hàng bao tiêu sản phẩm cho nông dân theo hướng liên kết 4 nhà, tạo điều kiện để nuôi tôm sinh thái phát triển bền vững. Thông tin về mô hình nuôi tôm sinh thái là loại hình nuôi trên đất rừng tự nhiên tại tỉnh Cà Mau đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay của chúng tôi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin thời tiết tiếp theo.